Ok, hello anh em. Rất vui vì được gặp lại anh em trong những cái clip làm về auto chess trên kênh Game Today. Dạo này thì có rất nhiều anh em yêu cầu tôi chơi bộ này bộ kia. Thì cái buổi ngày hôm nay trong cái clip này thì tôi sẽ dành cái clip này để thực hiện cái yêu cầu của anh em. Và cái bạn may mắn hôm nay được tôi chọn để thực hiện yêu cầu đấy chính là anh em Thỏ Pinh. Đấy, Thỏ Pinh có cái lông chim bên cạnh uy tín rồi. Rồi, ưu tiên nhá. Làm quả 6 4 wick nuôi 7 đi anh. Ok em. Vậy là 6 warrior kết hợp với cả 4 witcher. Đó, hôm nay tôi sẽ làm bộ 6 warrior kết hợp với 4 witcher anh em nhá. Khó đấy. Đây là thử thách đấy. Cái đội hình này thì tôi phải thú thật với anh em là tôi chưa bao giờ chơi. Chưa bao giờ chơi anh em ạ. Đây là lần đầu tiên chơi cái bộ này luôn. Mà tôi cũng biết là cái bộ đấy thì nó cũng hơi hơi không mạnh lắm. Phải nói thật là như thế, không mạnh cho lắm. Đấy, trận này thì nói chung là có 7 nha anh em nhá, có 7 là chơi được. Thôi thì thử thôi, thử thách bản thân. Thử thách xem là cái giới hạn của bản thân nó như nào. Nó đi được tới đâu nha anh em nhá. Trông có vẻ như cái trận đấu này thì chơi được. Đấy, rồi nhìn qua một cái là thấy là có thêm một con Secret Lancer. Thì là cũng là khỏe đấy, kẹp được thêm Glacier vào. Rồi cứ vẽ luôn nha anh em nhá, vẽ luôn cái đội hình từ đầu game đi này. Rồi chúng ta tính này, có súng đúng không? Đây, phải mua súng đã, từ đầu đã, xong rồi tôi tính với anh em. Chúng ta tính luôn này, 4 wick. 4 wick là ở level 5, đúng không? Có 5 con đã này, mất 5 con, 4 wick 5 con đã này. Rồi, vậy là còn 5 con còn lại nó sẽ là Warrior. Ok. Vậy chúng ta tính sẽ là Warrior nó sẽ có những cái con nào. Đấy, 4 Wick thì có những cái con gì? 4 Wick thì 3 con Witcher là con Fallen Witcher này, con ảo ảnh này và con Tabu đúng không? Kẹp thêm 2 Wizard nữa là 4 Wick. Vậy là 5 con. Đấy, còn 5 con Warrior còn lại nó sẽ phải là những cái con nào? Chúng ta chỉ được nhặt 5 con thôi. Trong số những con đấy thì chắc chắn là phải có con chúa quỷ Sven nhá anh em nhá. Tên thân mật tiếng Việt thì anh 7. Đấy, anh 7 nhá, là chắc chắn là có một slot cho anh 7 này. Hai đỏ kẹp vào ở lao này. Kẹp súng đúng không? Hợp lý chưa? Ở đây có con thỏ này. À, rao này thì cứ kẹp hai đỏ với cả súng nữa nhỉ, hay là ban tơ luôn. Không, hai đỏ với súng khỏe hơn. Lấy búa xét. Dao này kiếm gãy được. Ok, chốt bài nhanh kịp. Rồi. Rao này hy vọng thắng. Ui rồi, gặp ngay cái thằng có thỏ 2 sao đèn thế nhờ. Thỏ 2 sao rồi còn up 4 nữa. Chơi cẩn thận thật. Rồi thua vậy. Nhưng mà chưa chắc thua cơ. Này. 4 đánh 1 này. Trời ơi, up cấp và thua. Thỏ 2 sao up cấp và vẫn còn thua. Kẹp đỏ uy tín anh em ơi. Sói này. Rồi. Ốc cấp không nhỉ? Hay một round nữa nhỉ? Round này ấp cấp lên. Thực ra cần đeo rồi con thỏ với cả con tabu này. Từ từ đã anh em, bán đi ấp cấp lên, kẹp beat vào mạnh này. Ok. Đấy, như này này, tí nữa không chơi Hunter mà, tí nữa bán ngay mà. Tí nữa ra đủ 6 Warrior là chơi thôi anh em. Việc gì mà phải xây dựng Hunter làm gì cho nó mệt. Lằng nhằng á. Đúng không? Hợp lý. Rồi thế bây giờ chúng ta tính tiếp này. Vừa nãy là chúng ta có một con 7 rồi đúng không? Rồi vậy là chúng ta có 6 con rồi. 4 Wizard cộng với 7 nữa là 6 con. Rồi. Vậy là chúng ta còn 4 con nữa. 4 con nữa thì chắc chắn là nó sẽ phải có con Secret Dancer. Trận này là có truyền thuyết có Secret Dancer. Ok. Vậy là ở trong cái bộ này nó sẽ có con Lancer. Và nếu mà có con Lancer thì chắc chắn nó sẽ có con Berserker. Để làm gì? Kích hoạt cái bộ Glacier nữa. Đúng không? Berserker này, Lancer. Hợp lý. Rồi. Vậy là chúng ta có 8 con rồi, còn 2 con nữa thôi. Vậy là chỉ còn 2 con nữa. Thuyền trưởng. Không. Doom. Chắc chắn rồi, Doom. Slot tiếp theo là cho con Doom. Thuyền trưởng được không nhỉ? Thuyền trưởng tăng khống chế được không? Nhưng mà thay vì cái việc là tăng khống chế chúng ta có trừ giáp thì mạnh hơn không?
kẹp thêm con Aquaman Slada nữa. Ok, vậy chốt 10 slot nha anh em nhá. 10 slot, tổng kết 10 slot nó sẽ là 4 Witcher, 2 Wizard, kẹp chúa quỷ là 1 này, Skelet Lancer là 2 này, Berserker là 3 này, và Aquaman này, và Doom. Ok, chốt rồi nha anh em nhá. Đấy, đội hình là như thế, cứ thế mà triển khai thôi. Rồi. Ok, áp cấp luôn, giữ chuôi anh em ạ. Chuyển sang đây, vừa lại có thằng sang soi nhá, phải cẩn thận. Rồi. Nói chung là cứ có thằng nào sang soi thì chúng ta đổi vị trí một lần thôi. Không cần biết là nó làm cái gì, cứ đổi vị trí đội hình là xong. Không cần biết là nó đang định bắt cái con nào hay là nó xếp như thế nào. Đấy, chỉ cần mirror qua trái qua phải là xong. Rất đơn giản. Rồi, vừa lấy chúng ta đã xác định được là ở trong đội hình nó có những cái con nào rồi. Nhưng mà bây giờ vẫn chưa xong anh em ạ. Đấy, nó chỉ là late game thôi. Còn bây giờ ấy, là lại cần phải là xác định ra là chúng ta phải chơi như nào nữa cơ. Đấy, xây dựng như nào, sau đó thành như thế thì nó lại phải là nó lại phải nghĩ tiếp. Thế bây giờ lại tư duy tiếp này. Trận này thế nào? Trận này sẽ có những cái thằng là chơi Warrior này. Đấy, sẽ có rất nhiều người là chọn chơi Warrior. Nhìn qua là thấy sơ sơ ở đây là khá đông à. Đấy, thằng này là khả năng là Warrior hoặc là Glacier này. Trời, rất giống chơi Glacier. Không ai người ta đi mua chơi. Nếu mà chơi Warrior thì không lấy mấy cái con Glacier kiểu này xong rồi cho vào lên 2 đâu. Thằng này khả năng cao là Glacier. À đây rồi. Ờ, đủ rồi này. Hợp lý chưa? Được rồi, hay quá. Thế thì như này thì chúng ta có thể xác định được cái con đường xây dựng rồi. Là chúng ta xây dựng từ cái bộ Warrior anh em ạ. Vậy thì chúng ta xây dựng từ Warrior. Nhưng 6 Warrior kẹp bit xong rồi chuyển dần sang. Hay là chúng ta chơi 9 Warrior đây xong rồi chuyển sang đây. Thì cái câu chuyện này lại phải tính tiếp. Bán là đi đã anh em ạ. Hunter chắc không chơi nữa. Bây giờ chỉ lên 7 là kẹp thêm cái gì nó mạnh nhỉ? Với cái đội hình như này lên 7 kẹp Glacier thôi nó là gọi là hợp lý rồi. Lên 7 kẹp Glacier nó là gọi là sức mạnh ở cái level 7 nó là mạnh nhất ở trong cái bộ này rồi gì nữa. Còn kẹp thêm được cái gì đâu? Nếu mà kẹp thì chỉ có kẹp một là kẹp cá thôi. Hai là kẹp thêm Glacier, ba là kẹp God, nhưng mà kẹp God thì chưa có God ở vua. Chưa có God ở vua mà kẹp God thì nó sẽ ví dụ như là tận dụng cái con Swordmaster nó xoay đúng không? Thì nó cũng mạnh đấy, nhưng mà phải có God ở vua đã thì mới chơi được kiểu thế. 6 Warrior xong rồi kẹp cái con Swordman nó xoay. Đấy, nó xoay nó cộng giáp nó cũng khá là khỏe đấy. Con này lên 2 sao xoay thì nó cũng khá là tín. Tuy nhiên là chúng ta phải có con God ở vua đã rồi mới tính thế được. Trong khi đấy ở đây nó có thể nó sẽ ra được cái con mấy cái con một tiền ấy ở thuộc cái bộ Glacier nó dễ hơn. Đấy là cứ xác định luôn là lên, nếu mà lên level 7 tức là ở round 11 đấy anh em. Hợp lý. Rồi. Đấy, trận này nhiều Warrior nhá. Vừa lấy ngó qua đã thấy có ở đây là 3 người chơi rồi. Đấy mà tôi chỉ gọi là mượn tạm bộ Warrior thôi để chơi thôi. Không, tí nữa chúng ta chuyển sang theo đúng nguyện vọng của anh em Thỏ Pinh nhá. Chúng ta sẽ xây dựng, ở đây là sẽ xây dựng dần dần để chuyển dần sang. Phải làm nào xây dựng nó thật luột anh em ạ. Xây dựng nó phải thật là luột nà. Đấy, thật là nhẹ nhàng, thật là mềm mại. Đấy, để làm sao để mà chúng ta máu nó không mất quá nhiều mà chúng ta giữ được máu. Chơi thế thì mới gọi là chơi hay anh em ạ. Chứ còn bây giờ mà về, ví dụ như là tôi thấy anh em Thỏ Pinh, anh em bảo tôi chơi cái bộ đấy đấy, thế thì thôi, tôi eco rồi tôi làm phát lên 9 rồi tôi roll ra cái bộ đấy tôi form luôn. Không có anh em ạ, nó phải từ từ, nó phải gọi là khoa học, xây dựng một cách khoa học anh em nhá. Xây dựng thế nào để mà chơi hay nhất, mất ít máu nhất, đội hình mạnh nhất đấy. Mà lại còn phải để ý là đối thủ cơ, chứ không phải đơn giản đâu anh em ạ. Cái bộ đấy ấy, là nó sẽ nó như này này. Cái yếu điểm của cái bộ đấy ấy, tôi cũng phải nói luôn cho anh em biết là cái yếu điểm của cái bộ đấy. Cái bộ mà 6 Warrior ấy kết hợp với cả Witcher ấy, nó có một cái yếu điểm, đấy chính là nó không có hút máu. Đấy, nó sẽ rất sợ cái con Dark Spirit.
ở trong cái trận đấu này. Và đồng thời nó sẽ rất sợ bộ Warrior, bộ 9 Warrior đấy. Tôi nói luôn là chính là cái bộ 9 Warrior. Thế nên là nếu mà chúng ta chuyển sang ấy, chúng ta chuyển sang ấy là chúng ta phải cẩn thận, bởi vì trận này có rất nhiều Warrior nhá. À, không phải là bây giờ chơi Eco là xong rồi form bài được đâu anh em. Kiểu Eco trắng không có tiền đúng không? Phá Eco của thằng Bang Jing kia đúng không? Hợp lý không anh em? Đấy, xong rồi có nhiều tiền đúng không? Eco một phát lên level 9 xong rồi roll 7 ra đúng không? Xong rồi kẹp vào lên 10 mới kẹp được đấy anh em ạ, à, chứ 9 chưa kẹp ở đâu. Bộ này chơi ở 10 anh em ơi, thế nên là chơi như thế thì nó có vẻ nó hơi toang. Nó thật là toang ấy. Đủ bộ ở 10 mà đúng không? Đấy mà lên 10 chưa chắc đã ăn đâu nhá. Lên nhớ là trận này có rất nhiều Wario. Mà anh em lên 10 ấy, mà cái bộ đấy mà nó gặp Wario thì thôi rồi. Nó phản cho thì thôi, không có hút máu anh em ạ, không có hút máu. Cái vấn đề là cái lab đấy nó không kẹp được vào Warlock, nên là cần phải hết sức là phải cẩn thận. Chơi là phải máu phải giữ từ đầu luôn ấy, chứ không có chuyện Eco nhá anh em nhá. Chơi từ đầu luôn. Đấy. Rồi bây giờ còn gặp thằng kia đúng không? Có chuỗi đúng không? Tỉnh nói. Milano chơi gì đấy? Chơi nhìn trông giống như chơi beat đấy nhở. Đang có chuỗi. Mấy thằng Eco ở dưới là cũng phải hết sức cẩn thận nhá. Mấy thằng toàn cộng 7 Eco kia là khác gì mình đâu. Cộng 7 chuỗi kia là giống tôi anh em. Là được thắng từ cái round đầu tiên luôn á. Thì thằng kia Eco từ round đầu tiên luôn. Xong kẹp gấu à. Có khi nào mà chơi mết không? Chơi mết thì cũng phải cẩn thận nhá. Đấy, nó lại có một cái yếu điểm, lại lòi ra một cái yếu điểm thứ hai. Nếu mà gặp những cái bộ chơi mết, 9 mết các thứ là phải cẩn thận. Bởi vì là như này này, ở trong cái trận đấu này, thứ nhất là không kẹp được vào Warlock rồi. Mết thì nó cũng kẹp được vào Dark Spirit là thứ nhất. Cái thứ hai ấy, một cái nó khá là nguy hiểm ở đây là cái bộ đấy nó cũng sẽ không kẹp được vào là cái con Marine anh em ạ. Nó sẽ không kẹp vào Marine được. Phải hết sức cẩn thận. Rồi, hay quá. Doom vào. Đấy, cho con Doctor thay con này. Ok chưa? Ơ mà nhìn lại thằng kia nó mất chuỗi rồi kìa. Chán đấy nhờ. Tôi còn đang định roll để tôi form cái con Berserker lên 2 sao, tôi cắt chuỗi nó đấy. Nhưng mà mất chuỗi rồi, thế thôi từ từ vậy. Từ từ vậy anh em ạ. Đen nhờ. Tôi lấy hết đồ rồi, tôi cắt chuỗi nó chứ. Tôi chốt đồ sớm tôi cắt chuỗi nó chứ. Đây này, có mết này anh em này. Đấy, nói ra thằng này chơi mết kết hợp với gấu nhá. Mết kết hợp với gấu phải hết sức cẩn thận. Line up mà bạn Thỏ Pinh ý, yêu cầu là không hề kẹp được Marine đâu. Hết slot rồi. 10 slot là chỉ có 5 con Warrior kẹp với cả con Witcher thôi. Hoàn toàn là không có. Đấy, hoàn toàn là nó sẽ không có cái việc là kháng phép đâu nhá. Đấy, mà nếu mà muốn kháng phép ấy là chỉ có thể là chơi được khi mà chúng ta ra con Secret Lancer. Đúng không? Mà Secret Lancer thì nó phải ra và nó có phải lên 2 sao cơ. Bởi vì đâu phải là cứ kẹp Secret Lancer vào là ngon đâu. Secret Lancer đấy, nhưng mà lại phải lên 2 sao. Bởi vì nếu mà Secret Lancer không ấy, xong dồn đồ cho nó ấy, mà chỉ là 1 sao không ấy, thì làm sao đấm được những cái bộ còn lại anh em. Nên nhớ là còn bộ Warrior, 9 Warrior rất mạnh ở trong trận đấu này nhá. Những cái thằng chơi 9 War ấy, thế là phải hết sức cẩn thận. Chúng ta sẽ phải chuyển rất là từ từ, từ tốn thôi anh em ạ, không vội ở đâu. Đây này, ui rồi ôi, trận này có rất nhiều người chơi gấu nhá. Mà thằng này cũng ra gấu mết, khả năng lại chuyển sang gấu mết chơi lên. May quá nhờ, thằng này chưa to, may quá. Đấy, vậy là trận này có tới 2 thằng là có ra con gấu à. À đây rồi, Aquaman này, đủ bộ đúng không? Ui rồi, 9 con rồi này. Hay quá nhờ. 9 Warrior đã anh em ơi, vậy là trận này đã xây dựng 9 Warrior. 9 Warrior ở level 9, nhưng mà chúng ta sẽ phải đợi đến cái round, tôi nghĩ là round 18. Thằng Dương kia đang có chuỗi, phải cắt chuỗi cái thằng Dương kia. Bây giờ gặp sớm thì tôi vẫn ăn được mà, tôi mạnh mà, bây giờ tôi mạnh. Chẳng, nếu mà gặp muộn quá đến cái round, ví dụ như là đến round 18, 19 thì khả năng là sẽ phải xả tiền lên 9 luôn anh em ạ. Nếu không là sẽ không cắt được chuỗi nào đâu.
Bây giờ tính toán nó đang 15 rồi đúng không? Chưa gặp nó. Áo giáp da bò à? Món này thì không cần lắm. Ôi giời, thế thôi lấy cái tinh thạch sinh lực vậy. Thực ra cái giáp da bò này không quan trọng lắm trong cái trận đấu này. Lên 8 cái đã anh em. Cho con thuyền vào ngon hơn. Đó. Up lên level 8 luôn. Bây giờ tôi hy vọng gặp cái thằng Dương kia ngay cái round này thôi anh em ạ. À. Gặp sớm đi. Vớ vẩn tí nữa mẹ, đến lúc nó form được cái đội hình Glacier thì ăn cứt. Nói cho là nhanh. Glacier mà TB 2 sao thì không đơn giản đâu nhá. À, để xem đây nào. 6, 4 Glacier rồi. 4 Glacier kẹp Warlock. Bây giờ thì vẫn ăn được, gặp đi. Gặp bây giờ là ăn được. Đấy, ui ui. Trông giống như là sắp 6 Glacier đến nơi rồi kìa. Nó cũng có hai con Berserker rồi. Càng ấy, gặp sớm đi bạn ơi. Ây à, trận này có beat, trận này có beat. Trận này có người chơi beat. Trận nào này đánh beat là thằng ấy xuống hố anh em ạ. Thằng nào trận này chọn beat là xuống hố luôn. Hứa. Thế bài như này toàn Warrior này mà chơi beat liều thật đấy. Liều thật sự. Thằng Milano này chắc chắn là ra đi sớm rồi anh em ạ. Anh em tin tôi đi, thằng này chắc chắn ra đi sớm. Đi beat trong trận đấu này anh em nhìn này. Ui rồi ôi, Warrior Aegis Seed như này mà dám đi beat. Beat chỉ ăn được mỗi bọn Glacier thôi. Thậm chí ở đây chúng ta thấy có cả mấy cái thằng nó đang chơi mết ở đây với con gấu. Khả năng clear beat rất cao. Nhưng mà thôi, kệ người ta anh em ạ. Mình cứ lo bản thân mình đã. Mình đã còn đã xong đâu. Mình đã xong đâu anh em. Mình cũng khó mà. Mình tí nữa cũng khó chuyển sang cũng bị đẩy kinh đấy. Không đơn giản anh em ạ. Đây, Exit Hunter này. Bây giờ thì vẫn ăn được. Tầm này chưa 6 Exit thì vẫn ăn được. Nhưng mà tí nữa ấy. Đấy, lại còn cái bọn này nữa anh em ạ. Ví dụ như mà nó là Exit mà kẹp với cả Witcher đấy thì nó cũng sẽ là toang với tôi đấy. Cái đội hình mà Warrior kết hợp với cả Witcher nó đam thì nó bé này. Đam thì bé này. Lại còn thủ thì không có phản đam. Thủ thì bị Exit nó trừ bố nó hết rồi còn đâu nữa. Đúng không? Rồi, round này là chúng ta sẽ phải lên 9 luôn. Nên là tôi không có up cái con này. Còn Witch Doctor chúng ta sẽ phải lên 10 chúng ta kẹp Glacier vào anh em ạ. Nên là thôi cứ từ từ. Mà ra ngoài ra 18 ở đây anh em. Chưa gặp cái thằng Dương kia. Mẹ nó xả hết tiền rồi anh em ơi. Càng đấy. Càng đấy. Khô máu này. Khô máu cả hai. Tôi cũng khô máu mà. Tôi lên hẳn 9 luôn này. Ờ vào đây. Vào đây. Dương vào đây. Dương vào đây hộ tớ. À, gặp ra 19 anh em ạ. Gặp thằng Dương ra 19, hay quá. Gặp đúng cái đọc quyết định à. Ôi giời, cái tuổi gì mà ăn được chuỗi của tôi. Nói cho nhanh. Ôi giời, thế là cái chuỗi này giữ ở từ round 22 cơ à. Ôi, cái gì đấy. Cái đéo gì thế, sao lại bị cái thằng God nó ăn vất chuỗi thế này. Ơ, có Doom mà. Con mẹ Doom không Doom mà con Water Spirit à. Mẹ ngu thế nhờ. Vớ vẩn thật đấy. Cái bộ leo kha leo khèo mà bị thua mất chuối ạ. Vai cướp. Rõ ràng là mẹ ngớ ngẩn thật đấy. Mất chuối ngớ ngẩn quá. Gặp cái thằng Dương kia ăn chắc rồi còn gì nữa. Ôi giời. Chán đời thật. Cay thật. Thật đấy. Tí nữa thì cắt được chuỗi của thằng Dương lại vừa có giữ được cái chuỗi thắng đến round 21 luôn. Cay thật đấy. Rồi, thôi được rồi, gỡ lại anh em ạ. Gỡ lại, ui nhưng mà thằng này có con TB to nhở. TB 2 sao cả, ăn được không? Ăn được chứ, tôi 9 Warrior mà. 9 Warrior, sợ thì đéo gì. Cái bộ này này, nó có hút máu đéo đâu. Phản đam là chết. Được chưa bạn ơi. Chán thật đấy, nghĩ lại cũng thấy chán. Thôi được rồi, thế này nó cũng gọi là động viên tí anh em ạ, động viên tí. Cay thật. Gặp cái thằng kia thế là coi như là mất luôn cái chuối cho cái thằng God.
Chứ còn nếu không là cũng là ngon ở đấy. Nếu mà Doom trúng con Water Spirit là chắc là cũng là giữ cái chuỗi đến round 21. Mà chưa chắc bọn này 21 nó đã ăn được tôi đâu. Riêng mà lên được 21 là tôi lại xả hết tiền luôn để tôi giữ chuỗi. Nếu mà lên được 21 mà vẫn còn chuỗi 21 cộng thì chắc chắn rồi, lấy đâu ra cái cửa bọn nó cắt được chuỗi của tôi. Nhưng mà hơi đen anh em ạ. Thôi mất chuỗi rồi thôi, lại đánh từ từ vậy. Thế thì lại không vội vậy. Thì lên 10 thôi. Lên 10 bởi vì bộ này chơi ở 10 mà anh em. Đúng không? Đấy. Nói từ đầu rồi. Vẽ ra rồi. Vẽ ra bản vẽ từ đầu rồi. Kịch bản từ đầu là như nào đã chia sẻ với anh em ngay từ đầu game rồi. Đấy, anh em thấy cứ thế mà theo kịch bản thôi nha anh em nhá. Diễn sâu thì cũng phải theo kịch bản. Diễn sâu thì cũng phải theo kịch bản hết anh em ạ. Rồi. Xem nào. Kẹp Marine ở level 10. Hợp lý. Rồi. Round 21 rồi mà, chúng ta đánh từ từ thôi. 26 lên 10 là vừa anh em ạ. 26 lên 10 mà tôi nhận thấy cái trận đấu này ấy, chúng ta sẽ phải chuyển rất là mềm mại đấy, rất là từ tốn. Không nhanh ở đâu, không vội ở đâu anh em ơi. Ít ra chí ít là phải ra được cái con Sven. Chắc chắn luôn. Chí ít phải ra Sven thì mới chuyển được. Chứ không phải là lên đủ 10 rồi chuyển được luôn đâu anh em ạ. Ủa, gặp thằng này luôn hả? Trông này khó chịu thế nhờ. Đấy, lướt 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 mấy cái chết thôi. Cái con Doom nó toàn Doom vào cái con này thôi. Sao cứ toàn Doom vào Flame ấy nhờ. Rao trước là cũng thế phải. Doom vào con Flaming Wizard. Thế là cuối cùng là không đánh được. Thua. 90 máu à thì chắc là cũng là ổn đấy. Vẫn ổn anh em ạ. Đó, cũng không sao. Bây giờ cái quan trọng ấy là phải lo những cái thằng Warrior này. Đấy, mục tiêu Warrior rồi Glacier. Úi rồi. Càng đấy, Glacier càng đấy. Bây giờ thì chưa đánh được nhưng mà sắp 6 Glacier. Úi rồi. Trông giống chưa? Lên 9 nữa. 6 Glacier. À, 4 Glacier tạm kẹp Warlock đã. Nhưng mà lên 9 là nó sẽ là 6 Glacier đấy. Lên 9 là 6 Glacier nhá, chưa lên được 9 thôi. Lên 9, 6 Glacier, bây giờ vẫn ở 8. May quá. Bộ đấy là nó thọt thọt tí cũng được. Không tí lên 9 sớm mà nó ra 7. 6 Glacier kết hợp với cả Witcher thì cái bộ đấy nó lại thế giới anh em ạ. Thật. Bộ đấy tôi lại sợ. Các bộ đấy tôi lại sợ. Thôi thì cứ phải bình tĩnh thôi. Làm nào để giết được, đẩy được mấy cái thằng đấy đi trước ấy thì là ngon nhất. Ô, có thằng ấy đi trước cả thằng Beat này. Có thằng sắp đi rồi. Hay quá nhở. Beat vẫn còn sống à. Đấy, Beat cũng sắp đi rồi kìa. Thằng Beat thì 33 máu rồi, sắp đi đến nơi rồi. Có thằng chơi Ego Seed nhưng mà có vẻ như là hơi tự tin quá. Chơi ảo thật đấy. Ảo thật đấy. Còn có 9 máu chưa xả tiền ạ. Tự tin thế nhở. Ôi mẹ, cái thằng kia tự tin không kìa anh em kìa. Trông tự tin vãi đài luôn ấy. 9 máu. 9 máu mà vẫn còn chưa xả tiền. Vẫn quyết định ở lên 10 luôn hả. Định lên 10 ở round 26 chăng. Phải không. 9 máu vẫn còn tự tin. Ôi cả thằng Dương này kinh này. Thằng này căng này. Thằng này căng này. Đấy, nhưng mà chưa đủ bộ. Chưa đủ bộ. Chưa đủ bộ. Vẫn mới chỉ có 4 Glacier. Thế thì vẫn chơi được. Ok. Rồi, giữ máu đang rất tốt. Tôi vẫn đang giữ máu tốt anh em ạ. Thằng này chắc phải đẩy đi sớm đi. Thằng này là họa đấy. Chơi bộ là nó trùng. Nói chung là mấy cái thằng Witcher là phải đẩy trước anh em ơi. Ở đây có Ego Seed Witcher này. Đấy, có thằng Ego Seed Witcher này. Cái thằng Glacier Witcher là nguy hiểm này. Phải đẩy trước. Ngoài ra thì mấy cái thằng Warrior cũng rất nguy hiểm ở đây. Mấy thằng Warrior cũng rất là nguy hiểm. Rồi, bây giờ cứ lên 10 dần thôi nhỉ. Đúng không? 26 lên 10 thôi. 26 lên 10 thôi. Thằng Egosit sắp chết rồi. Thằng Milano nó không chơi chơi Beat nữa. Nó chuyển sang nó chơi Gla. À, nó chơi Warrior rồi anh em ạ. Vậy là thằng Warrior kia nó cũng là Warrior. Thằng Milano kia cũng là Warrior. Chuyện này có rất nhiều Warrior. Rồi, có 1 mét. Đẩy cái thằng mết lại đi sớm thì là ngon này. Đỡ phải lo lắng này. Đỡ phải lo lắng lết game này. Ok. Để cho nó ví dụ lết game mà toàn là vật lý thì nó ngon anh em ạ. Còn nếu mà lết game tự nhiên tròi đâu ra cái thằng mết thì nó lại hơi sợ.
nó lại phải counter lại phải cả hai thì nó hơi ghê. Tốt nhất là phải đẩy một trong những cái thằng đấy nó đi luôn là hợp lý nhất. Đây rồi, trứng đấy rồi, trứng này cho con 7 thôi. Trứng này chỉ cho 7 cho Secret Lancer thôi anh em ạ. Ok. Đó. Glacier này, chơi không? Chơi chứ. Thực ra kẹp Marine vào bây giờ nó cũng chưa cần thiết lắm đâu. Kẹp Glacier vào đánh với cả mấy cái thằng vật lý ngon hơn. Hợp lý. Con Berserker lừa thật nhỉ anh em nhỉ. Con Berserker trận này lừa vậy đấy. Cho một cặp Berserker từ đầu game không, bây giờ vẫn chưa lên được 2 sao. Cay thật. Mãi chưa lên được 2 sao. Lừa thật đấy. Ra hai con từ rất sớm rồi. Đấy rồi. Ghép được cái cướp điên. Ghép được cướp điên này. Rồi. Đây rồi, Berserker đây rồi, hay quá. Đây rồi, chuyển đồ cho Berserker anh em ơi. Rồi ok, thôi bán cái này đi thôi. Chuyển hết cho Berserker đó. Cái món đồ còn lại tôi sẽ để dành để tôi ghép cái BKB anh em nhé. BKB được. Lấy cái BKB hoặc là có thể lấy cái chén thánh. Tùy trường hợp. Ui, thằng này ra 7 rồi á. Milano ra 7 rồi này. Ăn nổi không? Ờ nhưng mà tôi vẫn ăn được cơ. Ờ. Ăn được không? Ăn được. Ui ngọt quá nhờ. Đấy, giữ máu tốt phết anh em ạ. Giữ máu tốt phết. Hay quá. Roll tiếp rồi. Ui đát này, đát phải lấy. Trận này nhiều warrior phải lấy đát. Counter thì anh em. Mục đích chính vẫn là đẩy những cái thằng chơi trùng hệ nguy hiểm mà đi trước anh em ạ. Nhá anh em nhá, nên đát là phải có để đẩy mấy cái thằng warrior đi sớm đi. Tí nữa nó rảnh tay là chơi được anh em ạ. Nó rảnh tay mới chuyển được sang cái bộ mà bạn Thỏ Ping bạn yêu cầu. Thỏ Ping là yêu cầu là chơi 6 warrior kẹp với cả 4 witcher mà. Nên là không thể để lại những cái thằng warrior được anh em. Họa đấy, họa đấy. Thằng này sang từ đấy ở soi tôi. Họa đấy anh em ạ. Mấy cái thằng warrior này là nếu mà tôi chuyển sang cái hệ kia ấy, là cái bọn này nó sẽ không có kẹp đồ hút máu. Nó sẽ bị đánh và phản nam đến chết. Anh em nhìn cái thằng Dương chưa? Cái thằng Dương kia nó gặp tôi chưa? Đấy, anh em hiểu ra vấn đề không? Thằng Dương nó chính là cái bộ mà sau này tôi chuyển sang đấy. Nó chính là cái bộ thằng Dương thì nó đang là Glacier kẹp Witcher. Thì tôi cũng chẳng khác gì, tôi cũng là Warrior kẹp Witcher, nó cũng thế. Nó cũng mất tới 10 slot và nó không kẹp được Warlock vào. Chính vì thế nên là nếu mà muốn chuyển ý là phải tư duy luôn. Tiêu diệt trước những cái thằng Warrior anh em ạ thì mới sống được. Nhá anh em nhá, rồi. Roll tiếp. Ui quả này chắc phải roll mạnh tay đấy, 29 giây. Nào. Ui, Secret Lancer này. Thôi chết mẹ. Này phải bán cái gì nhỉ? Từ từ nhá. Tạm thời sẽ bán con này. Con này. 2 slot nữa. 3 slot nữa. Bỏ con này đi. Ok, vẫn còn 2 slot. Bán con này đi. Ok, vẫn còn 1 slot. Thế đi. Bán con này luôn. Ok. Rồi. Thôi không chơi sói nữa anh em ạ. Không chơi sói nữa. Không lên được 2 thôi. Rồi quả trứng này sẽ cho Secret Lancer anh em nhé. Chứ không phải Dark Spirit đâu. Tôi sẽ không đập cho Dark đâu anh em ạ. Nó sẽ phải là con Secret Lancer 2 sao. Chắc chắn là thế rồi. Con này nó sẽ giúp tôi chống đỡ mấy cái thằng chơi mết được. Hay quá, thằng mết đi rồi. Được quá nhở. Ui rồi ôi. Ôi ôi. Được đấy. Hay quá anh em ơi. Trời ơi. Chuyển đồ nhanh. Ui. Cơ hội đấy rồi anh em ơi. Cơ hội tiễn mấy cái thằng warrior khác đi rồi. Được đấy, được đấy. Thôi nhân vật chính rồi anh em ơi. Chắc là nhân vật chính đây rồi. 7 chưa chắc đã là nhân vật chính không.
Trận này 7 chưa chắc là nhân vật chính đâu anh em ạ, bởi vì có God. Có thằng có chơi God Mate, chơi con God, con này đấy, con người nước ấy anh em, nên phải cẩn thận. God người nước phải cẩn thận. Trận này hai thằng chuyên Mate mà. À, ui thằng này 72 ạ. Thế thôi. 72 ạ. Vãi đái thật. Ơ kìa, Secret Lancer tự đánh tự chết kìa. Ảo thật đấy, Secret Lancer đấm vào tự chết luôn ạ. Vãi đái thật. Không có hút máu đấy anh em. Đấy chính là cái lý do tại sao mà tôi bảo anh em là nếu mà chúng ta chuyển sang Witcher là gặp bộ này là đi luôn đấy. Đánh vào tự chết luôn. Để Warrior nó còn có ý nghĩa anh em ạ. 9 Warrior phải đẩy được hết 10 cái thằng ấy đi đã. Nhưng mà cái thằng kia 72 tôi đẩy kiểu gì đi nhở. Cái chính là nó có 72 cơ. 72 đánh xuyên giáp bằng Warrior này. Tôi là phải đánh, nếu mà đánh được thằng đấy thì vẫn đánh được. Anh em biết là như nào mới đánh được nó. Dash Spirit 2 sao anh em ạ. Một con Dash Spirit nó sẽ giải quyết được hết cái vấn đề về cái bọn Warrior này nhá. Dash Spirit bây giờ phải lên 2. Đấy lý do tại sao tôi lại lấy con Dash Spirit đấy. Mặc dù là trong cái đội hình mà về late game ấy, mà để vẽ ra từ đầu cho anh em xem ấy, chiến thuật từ đầu là nó không có Dash đúng không. Nhưng mà đây nó là chiến thuật là phải giết được trên hết bọn Warrior đã. Đấy là lý do tại sao phải mua con Dash. Phải mua Dash anh em ạ, bắt buộc. Đấy, mặc dù là ở trong cái bộ bài mà bạn Thỏ Pinh bạn ý yêu cầu tôi chơi ấy, là nó không có con Dash, nói luôn là không có con Dash, nhưng mà đấy phải giết được những cái thằng kia đã anh em nhá, nên vẫn phải lấy Dash Spirit vào. Rồi lấy cái cướp điên thôi. Ok. Đấy, chốt luôn cái BKB luôn này cho nó nhanh. Ok. Rồi let's go. Rồi có rồi thôi bỏ qua, chưa có đi mua. 29 giây thoải mái luôn đi. 29 giây mà. Đây rồi Doom 2 được đấy. Thêm con nữa đi, một con nữa lên 2 đi, lại phải bán à. Rồi đây, hợp lý. Rồi ok. Thế được rồi anh em ơi. Ổn rồi, bây giờ là cẩn thận, là phải cẩn thận với cái thằng Wario nhá anh em nhá. Thằng Milano chắc là sẽ là cái thằng đầu tiên ra đi đấy. Cái thằng đấy nó sẽ phải là cái thằng đầu tiên ra đi. Khá nguy hiểm. Thằng Dương có nguy hiểm không? Thằng Dương cũng khá là nguy hiểm. Đấy gặp thằng Dương này. Thằng Dương này đã đủ 6 Glacier rồi. 6 Glacier kẹp với cả Witcher bắn nó xuyên giáp ấy. Khá căng. Nhưng mà tôi vẫn đấm nó. Ừ, bây giờ vẫn đấm được. Hay quá. Đẩy đi đẩy đi. Đẩy nhanh lên. Thằng này phải chết. Thằng này mà không chết là tí nữa trục bộ với tôi. Đẩy nhanh nào. Lên 2 đi. Đây rồi, hay quá. Thuyền trưởng lên 2 nữa là xong. Rồi cứ từ từ tốn anh em ạ. Máu còn nhiều mà, anh em thấy tôi giữ máu tốt không? Máu còn nhiều, cứ bình tĩnh. Rồi bây giờ là phải đẩy cho thằng nào đây nhỉ? Bây giờ còn thằng God chưa gặp đúng không? Thằng God người nước chưa gặp. God người nước thì không sợ lắm. Tầm này thì sợ gì God người nước đâu. Có Dash Spirit ở đây. God người nước thì nó lại chơi là God đỏ. Đấy mà cái trận này nhá, nếu mà bảo là mạnh nhất ý, thì nó phải là tôi ý, muốn chơi counter hết. Thì tôi cũng nói luôn anh em nhá, là nếu mà anh em muốn mạnh nhất trong cái trận đấu này thì nó sẽ là 6 Glacier với 4 Warlock anh em ạ. 6 Glacier 4 Warlock thì là mạnh nhất. Đấy. Nhưng mà cái trận đấu này thì tôi làm theo yêu cầu, tôi sẽ không chơi như thế. Hoặc là có thể là 4 Glacier, 6 Warlock cũng được anh em nhá. Tùy. Nhưng mà tôi sẽ ưu tiên là 6 Glacier, 4 Warlock. Thế là được rồi. Thế là được rồi. Cho tăng tốc nó nhanh, clear nhanh. Là nó sẽ đấm được cái bọn Warrior. Bởi vì làm sao? Có Dash Spirit kẹp Warlock vào. Có hút máu, không sợ phản đam. Đấy. Đấy. Nhưng mà cái lý do là tại làm sao mà phải chơi như này. Mà không chơi mua Warlock về chơi. Không kẹp. Đây là thực ra là bây giờ mua Warlock và chuyển luôn được rồi đấy. Anh em thấy là Wizard đầy đủ ở dưới này rồi này. Đấy, kẹp luôn vào, chuyển luôn, nhanh không mà. Nhưng mà không chơi nhá anh em nhá. Còn nếu mà chính xác là phải chơi như thế để ăn hết anh em ạ. Ăn cả God đỏ luôn. Ăn cả God đỏ, ăn cả cái bọn Warrior luôn. Đấy. Còn cái bọn Glacier kia ấy, 6 Glacier kia thì tôi cũng 6 Glacier, tôi ngại gì đâu. Tôi chuyển như thế tôi cũng 6 Glacier, 4 Warlock mà. Thì tôi không ngại cái thằng chơi 6 Glacier kẹp Witch kia, không ngại lắm anh em ạ, không ngại.
Rồi, đây này, gót đỏ này thì tôi lại nói luôn, có Dark Spirit 2 sao này thì ngại cái gì. Ui rồi con Dark Spirit này đốt cho thì thôi rồi luôn anh em ạ. Nhìn cả ui Dark Spirit đam to vãi đài luôn. Đam của con Dark Spirit đứng thứ hai luôn, không có đồ. Đấy, anh em hiểu ra là cái vấn đề ở đây là nếu mà muốn chơi mà ăn hết ấy, 6 Warlock anh em ạ, 6 Warlock hoặc là 4 Warlock. Tùy. Nếu mà 4 Warlock thì 6 Glacier. Đấy mà nếu mà 6 Glacier thì lại 4 Warlock. À nhầm. 6 Warlock thì lại là 4 Glacier. Đấy. Mà 6 Glacier thì 4 Warlock anh em nhá. Ơ thế nào nhỉ? Tôi cũng chả hiểu tôi nói gì. Hơi bị nhịu tí. Rồi. Đấy anh em thấy không? Bây giờ còn hai nhà Warrior thôi này, một nhà gót đỏ đúng không? Đấy với cả một cái nhà Glacier kia thì đấy anh em bây giờ chỉ cần giải quyết được cái thằng Dương kia là xong hết rồi. Nếu mà giải quyết được thằng Dương kia là chuyển sang 6 Glacier, 4 Warlock thì là ăn hết anh em ạ. Đấy nhưng mà thôi thì chơi theo kiểu là yêu cầu nha anh em nhá, yêu cầu của anh em ping thỏ ping. Ok. Nên là vẫn phải giữ như này. Anh em ạ, bây giờ chỉ có phản đam thì mới có cái cơ hội để đấm được chết cái thằng này thôi. Đấy anh em thấy không, nó đánh vào nó tự chết kìa. Anh thấy không? Đấy, thấy không? Được chưa? Ui giời. Hay lắm, đẩy chết thằng này đi. Ui còn 4 máu à? Được đấy, còn 4 máu thôi. Thằng Warrior kia sang đẩy là chết mà. Yên tâm, không sao hết. Thằng kia nó sang đẩy là chết. Rồi, ra 35 rồi. Round này thì cần cái đồ gì đây? Chưa biết là cần cái đồ gì nhưng mà trận này nếu mà thích nhất thì nó sẽ là cái hút máu anh em ạ. Nếu mà thích nhất thì tôi thích cái hút máu để tôi đánh với thằng Warrior và tôi đánh với cái thằng God kia. Thì lấy cái hút máu là ngon nhất. Hút máu cuối anh em nhá. Hút máu cuối là ngon nhất. Rồi. Hy vọng là bọn kia nó có thể giải quyết được cái thằng Dương. Hy vọng là nó có thể giải quyết được thằng Dương trước khi thằng Dương nó ra là con 7. Bởi vì nếu mà nó ra là con 7 thì khả năng là tôi cũng không thể ăn được nó đâu. Mà lại hút máu này. À đây rồi, hay đấy. Được. Hút máu cuối không nhỉ? Nếu có hút máu cuối. Được cái giáp rồi nhỉ? Giáp phản. Lấy giáp phản anh em ạ. Lấy giáp phản đấu với cả Warrior. Lấy cái giáp này đấu với Warrior được này. Với cả cái giáp phản này nó tăng máu. Nó cho tôi khá máu đấy. Giáp phản này cho khá máu để có thể đánh với cả chính cái bọn gót đỏ nữa. Đó. Đấy gặp Warrior này. Giải quyết được thằng này là xong rồi. Thằng này 18 máu. Nhưng mà nếu mà giải quyết thằng này thì thằng nào giải quyết cái thằng Dương kia. Từ đã. Tôi đừng chết bạn ơi. Ui trông giống có vẻ chết vậy. Có chết không? Ui sao trông mất nhiều máu thế. 18 máu đừng chết nhá. Ui giời ơi. Yếu thế. Thế chết mất rồi. Nhạy gậy như ý. Gậy như ý. Không không lấy ba tia. Chuyện này không lấy ba tia. Không cần ba tia anh em ạ. Chống hồi máu. Tránh cái việc là cái bọn kia nó hồi máu được. Bây giờ là phải có cái chống hồi máu. Anh em biết tại sao không? Bởi vì là cái bọn Glacier kìa. Nó sang đây ấy, nó rất nguy hiểm. Cái bọn Glacier kia nhá, mà nó sang đây ấy, là nó sẽ có, nếu mà nó có hút máu ấy thì nó đánh nhanh, nó sẽ hồi lại máu và nó sẽ đánh tôi như một cái bị bông luôn. Anh em ạ, như một cái bịch bông luôn. Tôi chỉ là cái bộ Warrior thôi. Đam nó không được nhiều đâu. Đấy, nó đánh xuyên giáp mà. Cái giáp này nó không có ảnh hưởng đến cái bọn đấy. Rồi, round này gặp gót đỏ. Gót đỏ thì tôi nghĩ là vẫn ăn được. Với một con Dark Spirit ở đây và con Secret Lancer này thì không có đam để giết được cái con này đâu. Dark Spirit 7000 đam. Vãi cứt. Trong khi đấy Secret Lancer còn đam còn bé hơn con Dark Spirit. Dark Spirit không đồ luôn. Sợ thật sự. Dark Spirit quả gánh với đấy. Ui thằng kia nó cắt chuỗi kêu tôi kìa. Căng vậy. Vậy là tôi không thể ăn được cái thằng Glacier à. Thế thì nguy hiểm nhá. Rồi vẫn chưa có 7 anh em ạ. Vẫn chưa có chú quỷ đâu. Cay nhờ. Ra thêm con Secret Lancer nữa này. Nhưng mà không thấy chú quỷ đâu. Thế này. Chú quỷ chuyện này mất hút.
Không biết là nó ở đâu rồi nhở. Chú quỷ mày ra hạ tao cái nào. Đùa, thật là như thế luôn ấy. Không có một con chú quỷ nào cho tôi luôn. Ui, gặp thằng Dương này. Ê, thằng Dương có chú quỷ 2 sao á, vãi cứt. Ở đâu ra vậy? Ôi, chú quỷ 2 sao á, ghê vậy. Ui, nhìn nó clear nhanh không kìa, nó quạt trả kinh quá. Có 4 máu kìa. Ui, có đi không? Ui, trời ơi. Đi luôn anh em à. Quả chí mạng thật. Con 7 nó bị đóng đá. Ở đây rồi, ra 7 rồi, giết được thằng kia tự nhiên ra con 7. Chuyển đội hình luôn, không nói nhiều. Lại cái quả cuối cùng con 7 tự nhiên nó đánh vào cái con Dark Spirit, nó đóng đá luôn anh em ạ. Thế là tôi lại ăn được, mà chỉ cần lọt một con thôi là thắng rồi. Đây nha anh em nhá, cuối cùng thì tôi đã ra được cái bộ của bạn Thỏ Pink, bạn yêu cầu rồi. 6 Warrior kết hợp với cả 4 Witcher nhá anh em nhá. Ok. Rồi, let's go, ăn được không? Làm gì có chuyện không ăn được anh em. Đồ đang ở trên người con Secret Lancer thì cái thằng này nó có cái cửa gì mà nó ăn được tôi nhỉ? Lấy đâu ra mà giết được cái con Secret Lancer này? À, bây giờ Secret Lancer nó được búp đam lên nhá, 445 đam anh em ạ. Sau khi được con Sven nó búp, sau khi được chúa quỷ búp thì nó lên tới 445 đam, chưa kể là đánh xuyên giáp. Hai phát trên một con anh em ơi. Mà đây nó là bộ 6 đỏ nhá. Hai phát trên một con anh em ạ, 6 đỏ. Ôi dồi ôi. Ui anh em ơi, vừa lấy tôi bỏ qua mất một con Secret Lancer. Biết thế vừa lấy mua Secret Lancer anh em ạ. Khả năng lên được 3 ấy chứ. Có hai trứng đây này. Rồi, đập trứng cho 7 luôn anh em ạ. Cũng chả cần thiết lên được cái con 5 tiền đấy lên 3 sao đâu. Trông viển vông lắm, viển vông lắm anh em ơi. Cho 7 luôn. Tí nữa ấy, dồn đồ cho con Doom anh em ạ. Dồn cho Doom phải đánh với cả God ấy. Chơi God thì Doom đấy, sức mạnh là của con Doom ngon hơn anh em nhá. Trong cái trường hợp mà Doom lên được 3 sao, còn không thì thôi, cứ chơi Secret Lancer. Secret Lancer 2 sao là thắng rồi mà, thua không sao được. Rồi, lấy cái búa xét luôn. Không cần phải áo giáp thiên thần luôn anh em ạ. Con này kháng phép quá đủ để ăn được thằng này rồi. Bây giờ địch làm gì có cái cửa nó ăn được tôi nhở, anh em thấy không? Kể cả là không có Dark Spirit, chấp con Dark Spirit luôn. Ui, đúng thật anh em ạ. Phải, ui. Ui giời ơi. Trời ơi, thế này thì lại phí quá nhờ. Hết giờ mất rồi. Hết giờ mất rồi. Thôi, tiếc quá nhờ. Lẽ ra là Secret Lancer là lên 3 sao đấy. Hai quả trứng với ở 4 con Secret Lancer anh em ạ. Nếu không mua, tiếc quá. Bây giờ tôi chỉ hy vọng là đối thủ có thể sống sót được round này thôi. Nhưng mà khả năng cao là nó đi rồi. Một mình con Secret Lancer solo chết hết bọn này luôn đấy chứ. Làm gì có cái cửa mất máu của con này đâu. Secret Lancer này không thể mất máu anh em ạ. Đam mày to, đánh xuyên giáp, làm sao mà ăn được. Ui rồi, đủ 4 máu luôn. Đúng rồi, nó sẽ là 4 máu. Bởi vì là cái round vừa lấy tôi cũng đẩy cái thằng Dương kia đi 4 máu mà anh em. Lọt một mình con Lancer thôi là mất 4 máu rồi anh em ạ. Đấy, kể cả kẹp cái con giữ máu vào thì vẫn chết. Vừa đủ 4 máu luôn anh em ạ. Đấy anh em nhá, tôi đã coi như là thực hiện được xong cái yêu cầu của anh em Thỏ Pink. 4 Witcher kết hợp với cả 6 Audio anh em nhá. Nói chung là cũng chơi được, cũng mạnh đấy. Nếu mà anh em giết được hết những cái thằng mạnh hơn anh em đấy, rồi anh em chuyển sang thì cũng chơi được. Rồi, anh em thấy hay để lại tôi một like nhá. Anh em chưa đăng ký có thể đăng ký để xem các cái clip khác của tôi. Nếu anh em có còn thời gian thì anh em có thể chọn clip bên trái. Trong trận đấu này tôi chơi God kết hợp với cái con bộ cạp. Nếu hôm qua anh em chưa xem, anh em có thể xem nhá. Và cuối cùng, nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký hội viên để ủng hộ tôi bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc hoặc link ở dưới phần mô tả của video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những cái clip tiếp theo. Bye bye.